Toyota Vios bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu, bộ đôi kia sâu nét, Celtis đánh dấu sự trở lại, trong khi hai mẫu ô tô điện VinFast VF8 và VFE34 tiếp tục góp mặt, trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6. 1. Toyota Vios bán 1949 xe Sau 3 tháng vắng bóng, Vios vừa trở lại cuộc đua ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Không những vậy, với kết quả bán hàng đạt 1949 xe Toyota Vios còn vươn lên vị trí dẫn đầu. Ngoài sự xuất hiện của bản nâng cấp, việc các đại lý phân phối áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá cũng giúp Vios tạo sức hút. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe Toyota Vios tiêu thụ tại Việt Nam đạt 5.425 xe. 2. Forranger bán 1.585 xe. Bất chấp biến động trên thị trường ô tô, Forranger vẫn đang duy trì phong độ ổn định về mặt doanh số. Tháng 6 đã có 1.585 xe Ranger đến tay khách hàng, tăng 653 xe so với tháng 5 từ tháng 5 Forranger tăng giá bán với một số phiên bản, đồng thời bổ sung thêm bản sport. Mẫu xe này hiện có giá từ 665 đến 986 triệu. 3. Hyundai Ersen bán 1539 xe. Sau nhiều tháng liên tiếp sụt giảm, Hyundai Ersen vừa tìm lại đà tăng trưởng doanh số. Hãng xe Hàn đã bán ra 1539 xe tại Việt Nam trong tháng 6, tăng 619 xe so với tháng 5. Các phiên bản Ersen đều được lắp ráp, tại Việt Nam và đang được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. 4. Mitsubishi Spander bán 1 1283 xe. Tương tự Osen, Mitsubishi cũng lấy lại đà tăng trưởng doanh số trong tháng 6 với 1 1283 xe bán ra, tăng 112 xe so với tháng 5. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi của nhà phân phối đối với Spander. Hiện tại, mẫu MPV này có 4 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 555 đến 698 triệu. 5. Mazda CX5 bán 1.246 xe khi Mazda 3 không còn giữ được vị thế, CX5 đang trở thành đại diện tiêu biểu nhất hút khách nhất của Mazda tại Việt Nam. Đã có 1.246 xe CX5 đến tay khách hàng Việt Nam tháng 6, tăng 335 xe so với tháng 5. Mẫu xe này lắp ráp tại Việt Nam, vừa được Thaco nâng cấp, cải tiến với 5 phiên bản giá bán từ 749 869 triệu đồng. 6. VinFast VF8 bán 1.184 xe. Bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân, mua xe gia đình, VinFast VF8 cũng được cung cấp để chạy taxi, nhưng ở phân khúc cao cấp hơn so với mẫu xe anh em VF E34. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 6 đạt 1.184 xe, giảm 90 xe so với tháng 5. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán VinFast VF8 đạt 4.555 xe. Mẫu xe này hiện có giá niêm yết từ 1 tỷ lẻ 94 triệu và 1 tỷ 263 triệu. 7. VinFast VF e 34 bán 1007 xe. Doanh số VinFast VF e 34 tăng trưởng trở lại. Tháng 6 doanh số VinFast VF e 34 đạt 1007 xe, tăng 47 xe so với tháng 5. Kết quả này vẫn giúp VinFast VF e 34 góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường. VinFast e 34 hiện có giá 690 triệu. Sau nửa đầu năm 2023, tổng doanh số bán FE34 đạt 5.072 xe. 8. Kia Soul Net bán 960 xe. Mẫu SUV đô thị của Kia đang tạo được sức hút, với khách Việt nhờ kiểu dáng thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị tính năng và giá bán khá cạnh tranh. Tháng 6 Kia đã bán ra thị trường 960 xe Soul Net, tăng 94 xe so với tháng 5. Sau nhiều đợt điều chỉnh, Kia Soul Net hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, giá từ 519 đến 579 triệu. 9. Toyota Veloz Cross bán 872 xe. Cùng với Mitsubishi Spander, Veloz Cross là hai đại diện ở phân khúc MPV phổ thông 5 cộng 2 chỗ ngồi góc mặt trong danh sách này. Doanh số Toyota Veloz Cross đạt 872 xe, tăng 282 xe so với tháng 5. Hiện tại, Toyota Veloz tại Việt Nam chỉ có bán lắp ráp trong nước giá bán từ 658 đến 698 triệu. 10. Kia Celtis bán 803 xe. Cùng với Sonet, Celtis là hai đại diện của Kia góp mặt, trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6 năm 2023. Tương tự đàn em Sonet, Kia Celtis cũng tìm lại sức hút trong tháng 6 với 803 xe bán ra, tăng 353 xe so với tháng 5, và kết thúc nửa đầu năm 2023 với tổng cộng 3.304 xe bán ra. Kia Celtis hiện có tới 8 phiên bản.